Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Nạm tập trung khắc phục lại diện tích rừng không đạt. Trồng dưa lê theo hướng hữu cơ áp dụng công nghệ cao ở Nguyên Phúc. Vấn đề giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tăng. Thưa quý vị khán giả, thực hiện thông báo số 103 ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về tổ chức thực hiện việc khắc phục diện tích trồng rừng không thành rừng thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, huyện Bắc Nạm đã tập trung tuyên truyền trồng lại rừng và tăng cường kiểm tra tại từng chân lô khoảnh. Những ngày này, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Nghiên Loan phối hợp với trưởng thôn đi kiểm tra bước 1 việc khắc phục diện tích trồng rừng không thành rừng thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã. Là địa phương có diện tích rừng khắc phục lớn với 48 ha, do đó việc triển khai trồng lại rừng đã được các hộ dân thực hiện từ cuối năm 2021. Đến nay, bà con đã cơ bản khắc phục xong trồng toàn bộ diện tích rừng không đạt và đang triển khai làm cỏ, chăm sóc rừng để đảm bảo tỷ lệ nghiệm thu. Trong thôn thì có 5 hộ bị trồng lại rừng, xong là sau khi được các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã với lại của thôn là vận động thì bà con cũng đã nhận thức được, xong mà cũng đã chủ động trồng lại rừng. Và đến thời điểm hiện tại thì 5 hộ đều là trồng và đạt. Các ngành chức năng và cơ quan đã tổ chức đi kiểm tra lại thì hiện nay bà con trồng rất đúng theo quy cách đã được hướng dẫn, và cái tỷ lệ sống là phải hơn 95% trở lên cây sống. Sau khi trồng ấy thì phải đi nghiệm thu và khuyến cáo người dân là phải chăm sóc cho thật tốt, chăm sóc một năm trồng 3 năm chăm sóc theo quy định của nhà nước. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, huyện Bắc Nạm có hơn 330 ha rừng trồng không thành rừng thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện thông báo số 103 ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nạm tập trung ưu tiên giải pháp vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động mua cây giống để trồng lại rừng, hoàn trả cho nhà nước theo quy định. Trong đó, đối với những lô rừng đã được hỗ trợ đầu tư trồng rừng nhưng không thành rừng, hiện nay đang là đất trống, thì sẽ thực hiện trồng lại rừng trên chính lô rừng này. Đối với những lô rừng đã được đầu tư nhưng không thành rừng, hiện nay đang có cây tự nhiên tái sinh, phát triển nhưng chưa đạt tiêu chuẩn thành rừng tự nhiên, xem xét cho trồng bổ sung các loại cây trồng phù hợp, đảm bảo mật độ tối thiểu để công nhận hoàn thành việc khắc phục. Đối với những lô rừng đã được hỗ trợ đầu tư nhưng không thành rừng, hiện nay đang có cây tự nhiên tái sinh phát triển với mật độ cao, thì xem xét trồng lại rừng vào vị trí khác với diện tích tương đương để công nhận hoàn thành việc khắc phục. Đến nay, toàn huyện Bắc Nạm đã thực hiện trồng lại được 247 trên 303 hectare rừng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân xã tham gia vào cái tổ vận động và đã thực hiện trồng trả lại rừng cho nhà nước cơ bản là được trên 95% rồi. Họ chưa kịp thực hiện thì chúng tôi đã cho làm một cái cam kết để họ cố gắng để trồng trước 30 tháng 6 này là xong, và chúng tôi sẽ tổ chức nghiệm thu. Đối với dự án trồng rừng mà chưa thành rừng trong giai đoạn trước đây mà được sự chỉ đạo của tỉnh cũng như huyện thì chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ở cấp xã, đã tiến hành rà soát đối với các cái hộ, các cái lô trước đây đã trồng như chưa thành rừng để chúng tôi rà soát trở lại và nắm bắt được cái thông tin của các hộ bằng các cái diện tích, bằng cái vị trí những nơi người ta trồng đó. Và thông qua đó thì chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động và cũng đã được người dân cùng phối hợp với cơ quan chuyên môn cho đến thời điểm hiện tại đã từng bước khắc phục. Huyện Bắc Nạm phấn đấu thực hiện khắc phục diện tích trồng rừng không thành rừng thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, và Ban Phát triển rừng xã, thôn phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng năm đối với những hộ trồng mới và thực hiện chăm sóc 3 năm tiếp theo sau khi trồng, đảm bảo thành rừng theo quy định. Theo thống kê, diện tích lúa xuân của huyện Bạch Thông đang bị rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn và bệnh khô vằn gây hại khá lớn.
Hơn 20 hecta lúa xuân bị rầy nâu gây hại với mật độ phổ biến 500 đến 700 con 1 mét vuông. Cá biệt nhiều diện tích mật độ gây hại 1.500 con 1 mét vuông, rải rác tại các xã thị trấn. Về bệnh đạo ôn có 5 hecta tập trung tại thị trấn Phủ Thông, xã Vi Hương, Tân Tú, chủ yếu ở các giống lúa G02, BC15, Đại Dương 1, tỷ lệ phổ biến từ 1 đến 2% lá, cá biệt 10% lá. Bệnh khô vằn gây hại chủ yếu ở những diện tích lúa cấy dày, cấy nhiều rảnh, bón phân không cân đối, tỷ lệ gây hại phổ biến 2 đến 3% rảnh, cá biệt 15% rảnh, diện tích nhiễm 3 hecta, rải rác ở các xã thị trấn. Dự báo thời gian tới, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa và thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa ẩm là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn và các loại sâu bệnh phát triển gây hại mạnh. Người dân cần chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Thưa quý vị khán giả, dưa được trồng theo hướng hữu cơ trong nhà lưới, nên sản phẩm dưa lê của nhóm phụ nữ thôn Nà Lốc và Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông được nhiều người tiêu dùng săn đón, giá bán cao hơn 30% so với trồng thông thường, qua đó mở ra triển vọng trong phát triển cây ăn quả này tại địa phương. Trời mưa to những ngày qua khiến cho những hộ trồng dưa của xã Nguyên Phúc bị thiệt hại nặng. Thế nhưng diện tích dưa được trồng trong nhà lưới vẫn thu hoạch. Không chỉ giảm bớt những tác động bất lợi từ ngoại cảnh, mà nhà lưới còn giúp hạn chế sâu bệnh tấn công cây dưa. Lần đầu tiên mình cũng làm cái mô hình ấy thì là mình cảm thấy là trồng trong nhà lưới được cho mình nhiều cái tác dụng là ngoài những cái tác hại của môi trường ra thì nó đem lại cho mình cái tỷ lệ quả rất là đẹp so với ở ngoài trời, với hạn chế được đến lúc mưa lúc nắng hay quả nó cũng không bị thối rữa, nó cũng không bị hỏng hóc gì cả. Mình trồng ở trong này thì nó từ trước đến giờ mình trồng xuống mình chưa phải phun. Năm 2022, từ sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em nằm trong dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận cộng đồng, xã Nguyên Phúc được hỗ trợ xây dựng 2 nhà lưới với 2 tổ thực hiện mô hình canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường. Trong đó mỗi nhóm có 6 hộ dân trong thôn cùng nhau thực hiện. Quỹ đất 1.200 m² được sử dụng để trồng cây dưa lê siêu ngọt hữu cơ và được áp dụng theo phương pháp canh tác không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học mà thay thế hoàn toàn bằng thuốc tự chế và phân trùng ủ. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng khung nhà lưới. Nhóm thực hiện đối ứng 40% kinh phí để mua vật tư, thiết bị như máy xới đất, hệ thống nước, phun sương. Dù đầu tư ban đầu lớn nhưng mô hình hiệu quả mang lại rõ nét và lâu dài. Ngay từ khi bắt tay vào dự án, những thành viên tham gia đã có sự kỳ vọng rất lớn. Bởi vì năm nay cũng là năm đầu tiên là các chị em được tham gia vào cái mô hình như này. Thì thứ nhất là còn bỡ ngỡ, ngày thứ hai nữa là trước đây thì cũng chỉ toàn sản xuất theo cái kinh nghiệm truyền thống thôi. Bây giờ học hỏi thêm thì cũng hy vọng là nó sẽ mở sang một trang mới cho các chị em trong hội. Do vụ đầu canh tác hoàn toàn bằng phân hữu cơ và không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, chưa có nhiều kinh nghiệm nên năng suất cây dưa lê chưa thật sự cao, nhưng bù lại chất lượng quả ngọt và thơm hơn, vấn đề an toàn thực phẩm cũng được bảo đảm. Nếu như 1 kg dưa lê trồng theo hình thức truyền thống giá bán khoảng 20.000 đồng thì dưa lê trồng trong nhà lưới theo hướng hữu cơ an toàn bán giá 30.000 đồng 1 kg tại vườn. Dù là vụ đầu thực hiện canh tác theo hướng hữu cơ hiện đại nhưng đã cho những tín hiệu lạc quan về chất lượng, năng suất, giá bán. Thì mình cũng mong muốn là có một cái sản phẩm gọi là đem đến một thị trường ấy, thì là mình cũng mong muốn là có một cái nhãn mác hoặc là một cái ô cốp gì đấy để mà để phân biệt. Bởi vì dưa Nguyên Phúc ấy từ trước đến giờ thì nó là một cái thương hiệu rồi. Dưa ngon, sạch. Thành công ban đầu có thể thấy mô hình trồng dưa lê trong nhà lưới tại xã Nguyên Phúc đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương, đồng thời mở ra hướng đi mới cho sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch của huyện Bạch Thông nói chung, xã Nguyên Phúc nói riêng. Mặt khác, việc trồng dưa lê trong nhà lưới có nhiều ưu điểm như quản lý cây trồng tốt hơn, giúp tránh tác động của thiên tai và ngăn côn trùng xâm nhập, nông dân giảm chi phí do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm sản phẩm sạch và bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình đòi hỏi nhiều kỹ thuật nên nông dân cần nắm vững kiến thức trước khi thực hiện. Cùng với đó là chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nên người dân chưa có điều kiện áp dụng đại trà.
Nhưng với những thành quả ban đầu đem lại từ thực hiện mô hình sẽ tạo động lực cho người dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố thông tin về giá của bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, giá của bộ sách giáo khoa mới này cao gấp 2 đến 3 lần so với bộ sách hiện hành. Điều này gây thêm áp lực và gánh nặng đối với các bậc phụ huynh. Chị Triệu Thị Nga có con sẽ bước sang lớp 3 trong năm học tới. Theo chị, chương trình giáo dục thời gian qua đang đổi mới, nên chi phí cho con đi học cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tăng. Với thông tin sách giáo khoa lại tăng cao so với sách hiện hành, khiến chị thêm lo lắng về chi phí học tập của con mình. Với mức thu nhập của gia đình em, nếu mà tăng giá sách như thế thì thực ra con em là ở thành phố, em không được giảm, không được mượn sách hay là giảm giá sách khi mua ấy. Nên là đấy cũng là một khó khăn đối với gia đình. Nếu mà để cho năm học tới mà con bước tiếp, bởi vì con em sang năm học lớp 3 thì là cũng sẽ làm, theo như em được biết thì là cũng sẽ là dùng sách mới chứ không phải là dùng sách cũ. Nhưng mà tăng thêm 2-3 lần nữa thì khả năng sẽ gia đình sẽ khó khăn hơn. Cuối tháng 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 7 và lớp 10 ở hai bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo, áp dụng từ năm học 2022-2023. Theo đó, bộ sách lớp 3 có giá 177.000 đến 183.000 đồng, trong khi bộ hiện hành giá 58.000 đồng. Tương tự, sách lớp 7 giá gần 210.000 đồng, cao hơn 80.000 đồng. Sách lớp 10 giá 246.000 đến 301.000 đồng một bộ, tùy tổ hợp môn học, cao hơn bộ cũ 80 đến 140.000 đồng. Các mức này chưa bao gồm sách tiếng Anh. Trước thông tin tăng giá sách giáo khoa, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn, bởi trên thực tế, nếu gia đình có hai con cùng học ở các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tiền chi cho sách giáo khoa năm học tới, cộng với các chi phí như dụng cụ học tập, vở viết, sách bài tập cũng là một khoản đáng kể. So với nhiều phụ huynh khác ấy, thì cái mức độ đấy, ví dụ như là các gia đình mà thu nhập nó không được ổn định ấy, chẳng hạn ví dụ như công ăn việc làm không có chẳng hạn ấy, thì chắc chắn là sẽ khó khăn rồi em ạ. Giá sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 7 và lớp 10 tăng cao, phụ huynh băn khoăn là điều dễ hiểu. Nhưng theo đại diện công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Bắc Cạn, đơn vị cung ứng sách giáo khoa hàng đầu của tỉnh, thì về mẫu mã, chất liệu in ấn, hình ảnh minh họa sinh động, bộ sách giáo khoa mới đẹp hơn, được nâng cấp rất nhiều so với sách hiện hành. Câu chuyện sách giáo khoa tăng giá đã diễn ra nhiều năm nay. Với gia đình có điều kiện, việc mua sách giáo khoa không là vấn đề lớn. Nhưng với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì đây lại là cả gánh nặng đè lên đôi vai phụ huynh mỗi dịp đầu năm học. Công an thành phố Bắc Cạn vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, tổ chức tuyên truyền luật an ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố. Hội nghị được cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh giới thiệu các nội dung về âm mưu, phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng không gian mạng, luật an ninh mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, giải đáp về các loại tội phạm trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản bằng các ứng dụng trên không gian mạng. Qua tập huấn giúp cho cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố tiếp thu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Qua đó, mỗi cán bộ giáo viên có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra các vụ lộ lọt thông tin bí mật nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bắc Nạm đang phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn tổ chức các buổi biểu diễn tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở. Từ nay đến ngày 27 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn tổ chức các buổi biểu diễn tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở tại 10 trên 10 xã của huyện. Chương trình đưa thông tin về cơ sở được xây dựng nội dung phong phú với các tiết mục văn nghệ cổ động ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, kịch thông tin, phản nội dung tuyên truyền miệng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các luật phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, phòng chống ma túy.
Hôm qua, Ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn chủ trì phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức hội thi rung chuông vàng tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022 tại trường Trung học Phổ thông Bình Trung. Thông qua clip tuyên truyền, các vở kịch hài hước do chính các bạn học sinh thể hiện cùng phần thi rung chuông vàng với câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Học sinh trường Trung học Phổ thông Bình Trung được cung cấp các kiến thức pháp luật có liên quan đến hôn nhân và gia đình, thấy được hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Từ đó giúp các em có thêm kỹ năng tự bảo vệ mình, trở thành tuyên truyền viên, góp phần ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, địa chỉ bắc cạn tv.vn.